Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 105 nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong bối cảnh tình hình kinh tế tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, nghị quyết tập trung vào mục tiêu hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, Bộ Tài chính được giao ra soát lại quy định để sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh gọn, giúp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh nhất. Chậm hoàn VAT là nút thắt được các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành gỗ, giấy, cao su liên tục phản ánh trong thời gian qua. Việc bị giam cả 1.000 tỷ đồng tiền hoàn thuế trong thời gian dài khiến họ kiệt quệ, buộc phải kêu cứu.